Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là phần điểm tin chính sẽ có trong chương trình. Gần 5.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2020. Xây dựng 2 nghị định hướng dẫn luật PPP. Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới. Những sản phẩm thủ công tinh xảo được tạo nên từ bàn tay của những người khuyết tật. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 15 tháng 11 tới đây, sinh viên sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt. Thời gian hỗ trợ theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng trên một năm học. Tuy nhiên, sinh viên sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ nếu không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp, đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. An toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú luôn là vấn đề không chỉ được phụ huynh học sinh quan tâm mà còn là nội dung rất quan trọng được các trường học có tổ chức bán trú cho học sinh chú trọng thực hiện. Tại trường mầm non Minh Tân, huyện Phù Cử, tất cả các đơn vị ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, gạo, sữa, nước uống đều phải có giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc giao nhận đồ ăn được thực hiện với sự tham gia của 4 bên là đơn vị cung ứng, cán bộ quản lý trường, nhân viên bếp ăn và giáo viên. Không chỉ vậy, đại diện cha mẹ học sinh cũng được tham gia kiểm tra giám sát tất cả các khâu chế biến bữa ăn bán trú cho trẻ. Thì nhà trường cũng đã được đến thăm mô hình chăn nuôi và tận mắt là chứng kiến được cái quy trình nuôi và chế biến thực phẩm của công ty. Và hàng ngày thì cái việc giám sát thực phẩm mang đến trường thì là cũng có sự kiểm soát của ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu mà thực phẩm mà không đảm bảo thì nhà trường cương quyết là không nhận. Chúng tôi kiểm tra khu vực ăn, ở và sinh hoạt của các cháu. Và cũng có lúc kiểm tra đột xuất các cái loại món ăn của các cháu hôm nay ăn gì, mà ăn gì, có lưu lại để kiểm tra không. Tuy nhiên trong thực tế, không phải trường học cũng cho phép cha mẹ học sinh kiểm tra hoạt động tổ chức bán trú tại trường. Dù được kiểm tra thì cũng là trực quan, dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc đo lường kiểm định nên hiệu quả không cao. Không chỉ vậy, hầu hết các nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đều dựa trên niềm tin và một số giấy tờ như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bởi vậy, rất nhiều phụ huynh dù cho con ăn bán trú nhưng cũng không hề yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm. Nhưng thực ra thì mình cũng chưa hoàn toàn yên tâm lắm về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại vì bây giờ trong ngoài thị trường và trong các cái môi trường tập thể, cái việc vệ sinh thực phẩm cũng chưa được coi trọng lắm. Nhưng mà vì là nhà mình cả hai vợ chồng cũng đi làm cả ngày, cũng không có thời gian để đưa con đón con và cũng không có người ở nhà để nấu cho con buổi trưa. Do vậy là mình buộc cũng phải chấp nhận cái việc là cho con ăn bán trú ở trường. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng không thể lơ là mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và gia đình. Nhận thấy hiệu quả tích cực từ phong trào xếp hàng đón con ở các trường tại một số tỉnh, trường tiểu học, mầm non và trung học cơ sở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã học tập áp dụng vào thực tế địa phương. Sau một thời gian triển khai, nhận thức của phụ huynh được nâng lên rõ rệt, trật tự an toàn giao thông trước cổng trường đã đi vào nền nếp. Xã Đông Tảo là nơi trung tâm chợ đầu mối, lượng tham gia giao thông đông. Trước đây, mỗi khi tan học thì tại các cổng trường học luôn rơi vào cảnh hỗn loạn, người và các phương tiện xe máy, xe đạp, ô tô chen chúc nhau, mạnh ai đấy đi. Thời gian qua, các bậc phụ huynh trong lúc chờ đón con xếp xe thành hàng lối ngay ngắn. Hầu như phụ huynh đều nhận thấy bây giờ đi đón con cháu không còn phải chen lấn như trước đây. Thời gian gần đây tôi thấy là cái kẻ đường vẽ rồi xe pháo là sắp xếp rồi, cái cô bán hàng này cũng không có nữa. Thế mà các phụ huynh hoặc là những người nhà của phụ huynh đi đón các cháu này không được vào trong kia, đứng ở đây. Nó là một cái quy củ nguyên tắc chúng tôi rất thích. Từ đầu năm học này, nhà trường phối hợp với ban quản lý chợ và một số phụ huynh nhiệt tình đã kẻ vẽ, phân chia khu vực và ra quân hướng dẫn sắp xếp nơi đỗ xe cho phụ huynh khi đến đón con, tạo hàng lối ngay ngắn, trả lại lòng đường cho người tham gia giao thông. Từ khi thực hiện phong trào xếp hàng đón con,
mọi việc diễn ra nề nếp trật tự, tạo nét văn minh, văn hóa ứng xử. Sau khi triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, xếp hàng văn minh, cảnh tượng ùn tắc giao thông trước cổng trường được cải thiện đáng kể. Nhà trường đã bố trí giãn giờ tan học của các khối, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy tiết học cuối, hướng dẫn học sinh xếp thành hai hàng. Khi tan học đi theo hướng đường của cổng trường, hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh đưa đón con đúng nơi quy định. Trước đây thì khi đến giờ tan của học sinh thì sẽ xảy ra cái việc ách tắc vì ba trường làm ba cổng là sát nhau. Nhưng mà sau đó thì phụ huynh đã đi vào nền nếp rồi thì là cái việc tan học của các cháu thì rất là thuận lợi, bởi vì là các cháu không bị ách tắc ở cổng trường nữa, và cái việc phụ huynh đã đi vào nếp rồi thì cũng đỡ khó khăn cho nhà trường và đảm bảo được cái an giao thông cho học sinh an toàn trước cổng trường. Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, trong giai đoạn 2016-2020, cả nước có 4,9 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề. Đối tượng được ưu tiên đào tạo nghề là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác. Sau học nghề, 81,4% lao động nông thôn có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất cao hơn, thu nhập ổn định hơn. Tổng kinh phí tiến hành đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 là hơn 1.300 tỷ đồng. Mới đây tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam nhằm xây dựng và trao tặng 45 sân chơi xã hội hóa cho thiếu nhi tại 21 tỉnh thành trên toàn quốc. Các sân chơi sẽ được tiến hành xây dựng và bàn giao bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Dự kiến các sân chơi này sẽ phân bố tập trung vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tập trung đông thiếu nhi là con của thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng giá trị là 10 tỷ đồng. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm và xã hội thiết thực trong việc thực hiện chỉ tiêu Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 về việc xây dựng lại mỗi xã, phường, thị trấn, một điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông, làm gần 5.000 người tử vong. Trong 9 tháng của năm nay, cả nước xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. Mặc dù đã giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số các con số vẫn ở mức cao. Tính riêng tháng 9, từ 15 tháng 8 đến 14 tháng 9, cả nước xảy ra 1.184 vụ tai nạn giao thông, làm 534 người thiệt mạng và làm bị thương 882 người. Kính thưa quý vị, để làm được một sản phẩm thủ công đối với một người bình thường đã không phải là điều dễ dàng. Vậy mà trong câu chuyện sau đây của chúng tôi, những sản phẩm thủ công tinh xảo, sinh động được mang ra thế giới lại được tạo nên từ bàn tay của những người lao động khuyết tật. Những ý tưởng được thể hiện qua đôi bàn tay và cũng chính từ đôi bàn tay ấy lại hiện thực hóa ý tưởng cùng một câu chuyện riêng, bản sắc riêng vào từng sản phẩm. Nhân tuần lễ quốc tế người khiếm thính, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện sau đây của chúng tôi để hiểu hơn về mong ước và hy vọng của họ. Không giống với những hợp tác xã thông thường, tại Kim Việt không có nhiều âm thanh, không có tiếng nói cười, mà chỉ có tiếng lách cách của chiếc kéo, tiếng kim khâu. Bởi nhân viên ở đây 100% đều là người khiếm thính. Tôi là người khuyết tật cho nên là cái việc của tôi rất mong muốn rằng có thể hỗ trợ được các bạn khuyết tật để có công việc sống tốt hơn. Khiếm khuyết ở trên cơ thể của các bạn ấy thì làm cho các bạn ấy có được những cái tính kiên nhẫn, sự cần cù. Và có lẽ cũng chính vì thế, những sản phẩm mà họ làm ra lại vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ như thế này. Không thể diễn tả bằng lời, nhưng qua đôi bàn tay, những ý tưởng được hiện thực hóa, mang theo mơ ước và hy vọng về một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ. Mới đến rất khó khăn, tôi thấy chán lắm. Nhưng bạn khuyên tôi cố gắng, từ từ sau đó sẽ quen. Sau đó tôi học hỏi được văn hóa sản phẩm ở Kim Việt. Làm ở đây không có nghe nói, tất cả chúng tôi đều bình đẳng như nhau. Thời điểm tôi chưa biết Kim Việt, tôi chưa biết làm ở đâu. Cuộc sống của tôi rất vất vả vì tôi là trụ cột chính của gia đình. Tôi không nói được, cũng không nghe được
Vì vậy, tôi đặt hết hy vọng vào công việc lên đôi bàn tay. Ra đời từ năm 2013, đến nay Kim Việt trở thành ngôi nhà của những ước mơ bởi sản phẩm không chỉ gửi gắm thông điệp ý nghĩa về văn hóa mà mang khao khát được làm việc, được cống hiến của người khuyết tật. Các bạn ấy lại là cái người không nghe, không nói được, hoàn toàn là nghe bằng mắt và cảm nhận bằng cái sự sáng tạo và cái sự thông minh của người ta. Các bạn ấy rất là tập trung. Những cái sản phẩm của các bạn ấy đặt hết những cái ước mơ, những cái hy vọng và những cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Cộng đồng người khuyết tật ai cũng có tự ti, mặc cảm, từ đó nó kéo tất cả mọi thứ đi xuống. Thế nhưng đến đây, chúng tôi đã được khơi dậy lại sự tự tin và năng lượng tích cực, được sống có ích. Chúng tôi luôn tự khích lệ lẫn nhau và khẳng định bản thân là mình làm được. Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời. Tính đến tháng 9 năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đảm bảo tiến độ và số lượng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Các dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan đã kết nối Cổng Dịch vụ Công Quốc gia như thủ tục hủy tờ khai hải quan, thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển, thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu, thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình nơi sản xuất, phân loại máy móc thiết bị ở dạng nguyên chiếc tháo rời, thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các chương 84, 85 và 90 thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Rating vừa đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,9% trong năm 2020, đứng thứ hai khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo báo cáo của S&P, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 sẽ đạt mức 1,9% và 11,2% vào năm 2021, cùng thứ hạng với Việt Nam là Đài Loan, Trung Quốc, với tăng trưởng GDP đạt mức 1% vào năm 2020 và 3% vào năm 2021, trong khi đó Trung Quốc đứng thứ nhất, nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của nước này từ mức 1,2% lên 2,1%. Nhưng lại hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ mức 7,4% xuống 6,9%. Theo dự báo, kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ phục hồi theo biểu đồ hình L thay vì hình V, tức là quá trình phục hồi sẽ chỉ diễn ra một phần thay vì hoàn toàn. Việc đảm bảo được đà tăng trưởng là thách thức không hề nhỏ. Hai nghị định gồm nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì xây dựng. Về lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP, Ban soạn thảo đề xuất hai phương án. Một là áp dụng mức quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu theo quy định tại luật. Hai là quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của từng lĩnh vực chi tiết cho dự án từ nhóm B trở lên. Về chấm dứt hợp đồng dự án PPP sẽ gồm chấm dứt bởi cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt bởi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Đối với dự án PPP, do nhà đầu tư đề xuất phải dừng thực hiện, Ban soạn thảo đề xuất hai phương án. Phương án 1, nhà đầu tư đề xuất dự án chịu mọi rủi ro chi phí đã chi trả, trừ trường hợp thỏa thuận khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Với phương án 2, căn cứ nội dung công việc đã thực hiện và chi phí đã chi trả, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận số tiền nhà nước phải hoàn trả cho nhà đầu tư, trừ trường hợp thỏa thuận khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tiêu chuẩn hóa, nâng hạng, duy trì xếp hạng 51 sản phẩm tham gia OCOP. Trong đó phấn đấu có 21 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 5 sao, nâng cấp 8 mô hình du lịch cộng đồng đạt từ 4 đến 5 sao và tiếp tục phát triển 2 mô hình nông trại gồm mô hình du lịch trại trồng cam, mô hình du lịch nông trại ổi đạt từ 3 đến 4 sao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực quản lý, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình OCOP tỉnh, vận dụng các cơ chế chính sách, nguồn lực lồng ghép các chương trình, dự án ưu tiên hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, để mạnh công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá,
giới thiệu sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 70.000 ca mắc sốt xuất huyết. Bệnh có xu hướng tăng mạnh trong 3 tuần gần đây. Riêng tại Hà Nội đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc. Hiện mọi biện pháp về phòng chống dịch đã được tăng cường. Đây là khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết, khiến cho khu dân cư này trở thành điểm nóng về sốt xuất huyết từ năm ngoái tới năm nay. Hơn 200 ca đã được ghi nhận trên địa bàn toàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rác riêng là họ cứ xả vào những cái chỗ trống này. Đấy thì muỗi thì nhiều lắm, nhưng buổi tối thì bay thì như ong luôn. Buổi tối ở chỗ này này, như ong luôn. Đấy thì tất nhiên là ở đây như trẻ con thì kia ở đây này, nó chơi nó cũng bị đốt nhiều mà. Đấy. Những ngày này, đội xung kích diệt lăng quăng, bỏ gậy trên địa bàn toàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được huy động. Không trừ thứ Bảy, Chủ nhật, mỗi tổ dân phố thành lập khoảng 10 tổ xung kích đi kiểm tra và lập úp dụng cụ chứa nước ở từng nhà dân. Khu vực nhà trọ, công trường, bãi đất trống ẩm thấp cũng được các tổ xung kích tăng cường các biện pháp diệt lăng quăng, bỏ gậy, bởi đây là những nơi tiềm ẩn ổ dịch sốt huyết. Hiện các phường trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại khu vực nhà dân sinh sống. Đây là biện pháp để diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, tuy nhiên vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để nếu chưa diệt tận gốc mầm bệnh. Nếu mà để mà diệt tận gốc được thì là mình không thể là cứ phụ thuộc vào cái phun, mà bắt buộc cái cốt yếu nhất của cái vấn đề là phòng chống bệnh sốt xuất huyết là mình phải ngăn chặn trước khi con muỗi nó trưởng thành, trước khi con muỗi nó nở ra. Đó là việc tìm và diệt lăng quăng, bọ gậy. Không có nước đọng thì sẽ không có muỗi sốt xuất huyết. Vì vậy để phòng sốt xuất huyết, giải pháp ưu tiên và hiệu quả là tìm và diệt lăng quăng, bọ gậy. Những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi tỉnh Hưng Yên luôn phát huy vai trò gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Ngọc Dũng, bà Nguyễn Thị Lợi ở xã Nhật Tân đều đã hơn 70 tuổi, nhưng với ông bà, còn sức khỏe là còn cống hiến cho địa phương. Ông là chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong của xã, bà cũng là chi hội phó chi hội người cao tuổi thôn An Trạch. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông bà là người đi đầu hiến 20 mét vuông đất thổ cư và vận động người dân cùng hiến đất làm đường. Con đường xóm An Trạch được mở rộng hơn 3 mét như ngày hôm nay là sự đóng góp trên 60 triệu đồng của các hộ dân ở đây. Bà Phạm Thị Thúy ở thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp được biết đến là người bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiệt tình tâm huyết. Trong những năm qua, bà vận động người dân xây dựng được 7 xóm tự quản tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Điều đáng chú ý, chỉ từ đầu năm đến nay, bà Thúy cùng tổ hòa giải đã hòa giải thành công 7 vụ. Vợ chồng bà Phạm Thị Ngám do bất đồng quan điểm nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhờ có bà Thúy nên đến nay vợ chồng bà sống hòa thuận hơn. Tấm lòng của bác Thúy đến mới biết được gia đình tôi như thế này thì mới thông tin lên xã, thì giữa là thôn với xã hợp tác vào, thế rồi là nói những điều hơn lẽ thiệt cho tôi hiểu biết, nếu không mà có bác giúp đỡ thì không thể sống được, mà còn nhờ bác đúng đến lúc chết. Hội người cao tuổi xã Tân Châu là một trong những tập thể đi đầu của tỉnh, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Hội có trên 1.700 hội viên thì có đến trên 100 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên. Quan niệm còn sức khỏe là còn lao động, để không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp đỡ những hội viên khó khăn. Tôi là năm nay là đã tuổi cũng đã cao, thế nhưng vì kinh tế, vì thu nhập thì thôi thì cũng muốn là làm để thu nhập thêm cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho mọi người nữa. Thực hiện cái tuổi cao gương sáng thì như vậy là các cụ luôn luôn chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước rất tốt. Và đồng thời dạy bảo con cháu, vận động con cháu là hoạt động rất là tích cực, thi đua để làm kinh tế và học tập gương sáng của các cụ. Thực tế đã khẳng định rằng, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng người cao tuổi luôn gương mẫu và có đóng góp quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp hội đã phát huy vai trò của hội viên gương mẫu trong phát triển kinh tế, đóng góp công sức tiền của, hiến đất xây dựng đường giao thông, công trình văn hóa, tham gia các tổ tự quản, tổ hòa giải, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.